Chào mừng các em đến với trang lời giải 2.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi trong bài 6 Ai Cập thời kỳ cổ đại trong sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 6, bộ sách Chân trời sáng tạo nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên trong mục 1 như sau. Câu hỏi số 1, sông Nin đem lại những thuận lợi gì cho người Ai Cập cổ đại? Các em đã nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này chưa nào? Cô gợi ý chúng ta phương pháp giải nhé. Các em hãy đọc lại thông tin mục 1 về điều kiện tự nhiên có trong sách giáo khoa để có thể tìm ra đáp án cho câu hỏi bên trên. Thông qua việc phân tích thông tin tư liệu mục 1 về điều kiện tự nhiên, sách giáo khoa trang 32-33, chúng ta nhận định được rằng sông Nin đem lại những nguồn thuận lợi cho người dân Ai Cập thời kỳ cổ đại. Thứ nhất, nguồn nước thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp. Thứ hai, mang đến một lượng lớn thủy sản và phù sa, đất đai thích hợp cho việc trồng lúa mì. Thứ ba, chống lại các hiện tượng xói mòn đất, sự xâm lấn của sa mạc. Thứ tư, mang lại nguồn nước ngọt chính cho khu vực vùng đất đai khô cằn. Và thứ năm, sông Nin có ảnh hưởng trực tiếp đến tín ngưỡng tôn giáo Ai Cập cổ đại thông qua việc sáng tạo ra các vị thần. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai trong mục 1 như sau. Quan sát lược đồ 6.1 và 6.3, em hãy cho biết chữ nào trong hai chữ tượng hình dưới đây được dùng để diễn tả hoạt động đi thuyền từ Thượng Ai Cập xuống Hạ Ai Cập. Các em đã nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này chưa nào? Cô gợi ý chúng ta phương pháp giải nhé. Các em hãy quan sát hình ảnh và đọc thông tin trong sách giáo khoa để có thể tìm ra đáp án cho câu hỏi ở bên trên. Thông qua các hình ảnh lược đồ 6.1 và 6.3, chúng ta sẽ cùng phân tích hai hình ảnh lược đồ và tranh tường lăng mộ này để có thể tìm ra đáp án. Thông qua việc phân tích lược đồ và hình ảnh, chúng ta nhận định chữ tượng hình dùng để diễn tả hoạt động đi thuyền xuôi từ Thượng Ai Cập về Hạ Ai Cập là hình thứ nhất, bởi vì đối với hình ảnh thứ nhất là hình chữ tượng hình miêu tả hoạt động đi thuyền xuôi từ Thượng Ai Cập về Hạ Ai Cập theo chiều từ Nam đến Bắc, nên chỉ cần xuôi dòng sông thì hàng hóa sẽ được vận chuyển một cách dễ dàng. Còn đối với hình ảnh thứ hai là chữ tượng hình miêu tả hoạt động đi thuyền ngược từ Hạ Ai Cập về Thượng Ai Cập. Lúc này, người Ai Cập cần làm buồm để có thể tận dụng sức gió thổi từ biển vào. Sức gió sẽ đẩy thuyền đi từ Hạ Ai Cập về Thượng Ai Cập một cách dễ dàng hơn. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với các câu hỏi trong mục 2 như sau. Câu hỏi thứ nhất, dựa vào hình 6.4 và thông tin phần 2, em hãy trình bày quá trình thành lập nhà nước Ai Cập. Trên đây chính là hình ảnh 6.4, phiến đá Namer, khắc tên vua Namer, Thượng Ai Cập. Các em đã nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này chưa nào? Cô gợi ý chúng ta phương pháp giải nhé. Các em hãy quan sát hình ảnh 6.4 và thông tin có trong mục 2 để có thể tìm ra đáp án cho câu hỏi bên trên. Thông qua việc phân tích hình ảnh 6.4 kết hợp với thông tin mục 2, chúng ta nhận định được rằng cư dân Ai Cập cổ đại cư trú ở vùng lưu vực sông Nin, họ sống thành từng công xã gọi là nôm. Từ thiên niên kỷ thứ tư trước công nguyên, các nôm ở miền Bắc hợp thành Hạ Ai Cập, các nôm ở miền Nam hợp thành Thượng Ai Cập. Khoảng 3.000 năm trước công nguyên, vua Namer hay vua Menes theo huyền thoại đã thống nhất Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập, nhà nước Ai Cập từ đó ra đời. Phiến đá có hai mặt, một mặt là hình ảnh vua Namer đội vương miện Thượng Ai Cập, tức là màu trắng, và mặt còn lại là đội vương miện Hạ Ai Cập màu đỏ. Đây là phiến đá tượng trưng cho sự thống nhất Thượng và Hạ Ai Cập trong quá trình hình thành và phát triển của nhà nước Ai Cập thời kỳ cổ đại. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai trong mục 2 như sau. Dựa vào hình 6.4 và thông tin phần 2, em hãy trình bày quá trình thống nhất nhà nước Ai Cập bằng chiến tranh được thể hiện qua những chi tiết nào của phiến đá Namer? Các em đã nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này chưa nào? Cô gợi ý chúng ta phương pháp giải. Các em hãy quan sát hình ảnh 6.4 và thông tin quá trình hình thành nhà nước Ai Cập thời kỳ cổ đại. Thông qua hình ảnh 6.4, chúng ta nhận định được rằng quá trình thống nhất đất nước bằng chiến tranh được thể hiện ở chi tiết chim ưng, thần bảo hộ của các vua pharaoh dưới con chim ưng là danh sách những nước bị vua Namer đánh bại. Bên dưới chính là hình ảnh tù binh, mặt bên kia chính là hình ảnh quân đội xếp hàng, cho thấy việc thống nhất đất nước là dùng biện pháp chiến tranh. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với câu hỏi trong mục 3 như sau. Câu hỏi thứ nhất, trong các thành tựu văn hóa của người Ai Cập, em ấn tượng với thành tựu văn hóa nào nhất và tại sao? Các em đã nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này chưa nào? Cô gợi ý chúng ta phương pháp giải. Các em hãy xem lại nội dung liên quan đến thành tựu văn hóa
có trong sách giáo khoa để có thể tìm ra đáp án cho câu hỏi bên trên. Thông qua việc phân tích thông tin nội dung về phần thành tựu văn hóa, sách giáo khoa trang 35-36, chúng ta nhận định được rằng trong các thành tựu văn hóa của người Ai Cập thì em sẽ ấn tượng nhất đối với thành tựu đó là công trình kim tự tháp, vì đây chính là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại, với những điều kỳ bí mà đến nay con người vẫn chưa thể nào mà lý giải hết được. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 2 trong mục 3 như sau. Tại sao hình học lại phát triển ở Ai Cập thời kỳ cổ đại? Các em đã nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này chưa nào? Cô gợi ý chúng ta phương pháp giải. Các em hãy liên hệ toán học để có thể tìm ra đáp án cho câu hỏi bên trên. Thông qua việc liên hệ với nội dung trong môn toán học, chúng ta nhận định được rằng hàng năm, nước sông Nin dâng cao khiến ranh giới giữa các thửa ruộng bị xóa nhòa, nên mỗi khi nước rút, người Ai Cập lại phải tiến hành đo đạc diện tích. Vì vậy, họ rất giỏi về hình học. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với các câu hỏi trong phần luyện tập và vận dụng. Câu hỏi số 1. Em hiểu thế nào về câu nói của sử gia Herodot? Ai Cập là quà tặng của sông Nin? Các em đã nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này chưa nào? Cô gợi ý chúng ta phương pháp giải. Các em hãy liên hệ thực tế để có thể tìm ra đáp án cho câu hỏi bên trên. Thông qua liên hệ thực tế, chúng ta nhận định được rằng sử gia Herodot nói rằng Ai Cập là quà tặng của sông Nin bởi những lý do sau. Thứ nhất, nước sông Nin đã giúp họ chống lại các hiện tượng xói mòn, xâm lấn của sa mạc. Thứ hai, mang tới lượng phù sa màu mỡ thuận lợi để phát triển cho nông nghiệp. Thứ ba, cung cấp các nguồn nước ngọt chính cho vùng đất khô cằn ở Ai Cập. Và từ đó thì tạo nên vùng thung trũng trù phú nhất, hay còn được biết đến với tên gọi là lục địa đen, cái nôi tạo nên nền văn minh Ai Cập cổ đại. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai trong phần luyện tập và vận dụng. Sự ra đời của nhà nước Ai Cập cổ đại dựa trên cơ sở nào? Các em đã nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này chưa? Cô gợi ý chúng ta phương pháp giải. Các em hãy dựa vào quá trình hình thành, phát triển của nhà nước Ai Cập thời kỳ cổ đại để có thể tìm ra đáp án cho câu hỏi bên trên. Thông qua việc dựa vào quá trình hình thành, thành lập nhà nước Ai Cập thời kỳ cổ đại, chúng ta nhận định được rằng nhà nước Ai Cập được thành lập dựa trên sự thống nhất giữa các nôm, thành một vương quốc dưới sự thống trị của các pharaoh. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 3 trong phần luyện tập và vận dụng. Giả sử lớp học của em cao 3m, em hãy cùng với các bạn trong lớp của mình tìm hiểu xem chiều cao của kim tự tháp Keops gấp bao nhiêu lần so với chiều cao của lớp học của mình. Các em đã nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này chưa nào? Cô gợi ý chúng ta phương pháp giải. Các em hãy liên hệ kiến thức với môn toán học để có thể trả lời cho câu hỏi bên trên. Thông qua việc liên hệ kiến thức trong môn toán, chúng ta thấy được rằng kim tự tháp Keops có chiều cao là 147m, trong khi đó chiều cao của lớp học là 3m. Vậy so với lớp học thì kim tự tháp Keops cao gấp. Chúng ta lấy 147 chia cho 3 bằng 49 lần. Như vậy, cô và các em đã vừa cùng với nhau trả lời các câu hỏi trong bài số 6 Ai Cập cổ đại trong sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 6, bộ sách Chân trời sáng tạo. Các em hãy truy cập vào trang lờigiảihay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nữa nhé. Chúc các em học tốt, hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo.